ơi, hôm nay tôi sẽ hay thú ngon của mình ra. Cò để cho Hằng ăn cò đấy. Dạ, dạ khủng long mà tôi ăn ăn chị tôi tờ Hằng có khủng long mà dừng đò để đi Hằng tại quá Hàn Quốc hút cái bay để người đi Hàn Quốc cái bay luôn. Ra sợ quá. Để cho mà Hằng bắt được đấy. Hằng đi đâu đấy biết à? Biết. Tập khôi la đây. Ui, khôi gì ra? Khôi gì ra có gấu à? Gấu núi à? Hằng không chắc là mà được đấy. Quyết định khủng long người lá của tờ tờ nuôi được mấy tháng thôi mới nuôi được mấy tháng thôi à đang phun chân la má nè đâu nửa đôi tè đâu đó mày chẳng sớm ở đi mấy thằng đấu mình lắm không xét.